Quỳnh Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Và vừa rồi Quỳnh Đông cũng chạy ngang qua đường, thấy một một người đang ôm nồi cơm điện. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng Quỳnh Đông để hỏi thăm về vị này nha quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là ngồi trước mặt quý vị, đây là một vị mới tập học nha quý vị. Đang đi bộ từ đi ngang qua xã Đà Lãnh, Quỳnh Đông thấy tượng nên chạy theo để hỏi thăm vị này. Cho hỏi là anh tên gì ạ? Pháp danh là Khai Tịnh. Tịnh, anh đến từ đâu? Đến từ Lâm Đồng. Từ Lâm Đồng mà xuống đây được bao nhiêu ngày rồi? Được 27 ngày rồi. 27 ngày hả? Là tại sao trời nắng mà anh đi ngoài đường không có dép, không có nón vậy anh? Cái này đang tập học theo cái hạnh đầu đà. Đầu đà của thầy Minh Tuệ hả? Đúng rồi, của Đức Phật hồi xưa đó, của Ngài Ca Diếp đó, bây giờ là Ngài Minh Tuệ. Anh dự định đi từ Lâm Đồng mà đến ở đâu ạ? Định đi khắp đất nước Việt Nam trong vòng 3 năm. Vì mình đi tập học đó hả? Đúng rồi, đi tập học trong vòng 3 năm. Buổi trưa giờ anh nghỉ trưa chưa? Có nghỉ ở cái góc góc cây rồi. Bây giờ tiếp tục bộ hành đi tiếp. Hỏi thăm là một ngày anh ăn mấy bữa? Một bữa chưa trước giờ ngọ thôi. Là y chang thầy Minh Tuệ luôn. Minh Tuệ sao là mà mình cũng học theo. Đúng rồi, mình học tập theo. Anh đi như thế này rồi anh nhớ gia đình không? Trước khi đi là phải buông bỏ hết rồi, từ bỏ hết. Rồi có những lúc nằm một mình ở nghỉ trang đó thì cũng có nhớ tới, rồi nó cũng thoáng qua thôi. Thì mình cũng phải buông những cái đó xuống đó. Giờ là anh đi dọc con đường này rồi anh đi tới đâu là nghỉ tới đó. Đúng rồi, Phủ Duyên tới đâu là nghỉ tối ở đó. Bất cứ chỗ nào. Đúng rồi, giống như là ở đa số là nghỉ trang, nhà hòn, với lại những cái hang đá gốc cây rồi đó. Thì đa số là những chỗ đó. Nói chung là chỗ này yên tĩnh thì càng tốt. Đúng rồi. Từ Lâm Đồng xuống đây là 27 ngày rồi hả? Đúng rồi. Dạ, đường đi xa quá ha, vất vả quá ha. Có những ngày Phủ Duyên ở lại cái, ví dụ như ở Nha Trang đi, Phủ Duyên ở lại 3 đêm để nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình đi tiếp. Có những chỗ như ở Ninh Thuận đó, cũng nghỉ, có chỗ nghỉ cũng 2 đêm. Chứ không nhất thiết là ngày nào cũng đi hết. Chỗ nào có nghĩa là cái sức khỏe của mình với lại cái Phủ Duyên ở nơi đó đó, mình lại ở nhiều đêm hơn, nhưng mà không quá 3 đêm. Anh đi như thế này rồi anh có sử dụng điện thoại di động mà để liên lạc với gia đình không? Dạ không, đi cái này là không có sử dụng cái gì hết, trọi chân á. Buông bỏ hết hả? Đúng rồi, phải buông hết. Không có suy nghĩ gì nhiều hả? Thì khi mà mình không có vướng bận nhiều á thì tâm mình an hơn và mình thiền cũng tốt hơn. Anh hiện nay đang tập học. Đang tập học. Rồi cảm ơn anh ạ. Chúc anh nhiều sức khỏe, đi đường vạn dặm bình an. Rồi cũng cảm ơn anh, cầu chúc cho anh luôn luôn được gặp nhiều may mắn và trong tâm lúc nào cũng an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn anh ạ.